kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những tin tức nóng trong ngày. Bộ Y tế thông tin bản báo cáo của Unilever Việt Nam về dầu gội chứa chất gây ung thư. Tết âm lịch, người dân được nghỉ mấy ngày thành phố Hồ Chí Minh quyết định lùi giờ học học sinh các cấp. Hơn 800 lao động tự do từ Campuchia trở về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phú Quốc. Cấp 17 nghi can trong vụ nổ súng, khiến hai người tử vong tại chỗ. Vụ tàu cá bị tông chìm, ba người tử vong trong khi mắc kẹt trong khoang cá. Giả phim khuyến mãi ăn bắp bằng xô gây tranh cãi. Biển Đông sắp đón bão số 7. Tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter, sa tải 4 giám đốc. Giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm nay có gì? Mở đầu bản tin là thông tin mới nhất từ Bộ Y tế lãnh đạo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết đã nhận văn bản báo cáo của Unilever Việt Nam liên quan đến thông tin thu hồi các sản phẩm dấu gội khô có chứa chất gây ung thư của công ty này tại Mỹ và Canada. Theo đó, việc thu hồi chỉ áp dụng với sản phẩm dầu gội khô dạng bình xịt được sản xuất trước tháng 10 năm 2021 tại thị trường Mỹ và Canada. Unilever Việt Nam khẳng định việc thu hồi này là tự nguyện, thận trọng và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ quyết định hay lệnh cấm của cơ quan sở tại nào. Văn bản báo cáo của công ty này lên Cục Quản lý Dược cũng khẳng định sự việc thu hồi tự nguyện chỉ áp dụng cho các sản phẩm tại Hoa Kỳ và Canada, không ảnh hưởng đến các sản phẩm của công ty này đang kinh doanh tại Việt Nam. Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết, Unilever Việt Nam báo cáo trong 2 năm, năm 2019, năm 2020. Công ty này công bố 3 sản phẩm dầu gội khô, bao gồm 2 sản phẩm của Chesame và 1 sản phẩm dầu gội khô của Dove. Từ năm 2020, Unilever Việt Nam đã ngừng nhập khẩu phân phối sản phẩm đô. Từ tháng 9 năm 2021 thì đã ngừng phân phối sản phẩm dầu gội khô của Chesme. Về phương án nghỉ Tết âm lịch, Bộ Lao động Thường Bình và Xã hội chọn phương án nghỉ Tết 7 ngày, từ ngày 29 tháng Chạp tới hết mùng 5 tháng Giêng, tức là 20 đến 26 tháng 1 năm 2023 để trình cho Thủ tướng. Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội cho biết, phương án được chọn trên cơ sở lấy ý kiến tổng hợp từ 16 bộ ngành suốt 2 tháng qua. Số ngày nghỉ liên tục không quá dài, hay hòa thời gian nghỉ, nghỉ chính thức 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Có 10 cơ quan đồng tình với phương án nghỉ 7 ngày, nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, tức là từ 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023. Có hai đơn vị chọn nghỉ 9 ngày, từ 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Riêng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghỉ 8 ngày, từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, làm bù vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Phương án nghỉ Tết âm lịch năm nay gây nhiều tranh cãi. Chuyên gia cho rằng cơ quan chuyên môn nên sắp xếp nghỉ sớm trước Tết để giảm tải giao thông, tạo điều kiện cho lao động về quê sớm. Cả hai phương án 7 và 9 ngày đều có thời gian nghỉ trước Tết ngắn, rơi vào ngày 29 và ngày 30 tháng chạp. Chuyên gia cũng góp ý việc xin ý kiến bộ ngành hiện nay mang tính hình thức cần thay đổi. Chính phủ nên đưa ra nguyên tắc chung về nghỉ Tết. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ vào đó để xây dựng và công bố sớm lịch nghỉ hàng năm cho lao động, doanh nghiệp chủ động sản xuất. Và dịp lễ Tết, người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm sẽ hưởng lương ít nhất bằng 300%. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài 11 ngày nghỉ trên, còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày quốc khánh của nước họ. Liên quan đến vấn đề lùi giờ vào học của học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 27 tháng 10, ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, các trường sẽ bắt đầu thay đổi giờ vào lớp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí và tình trạng giao thông, liên quan đến vấn đề lùi giờ vào học của học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 27 tháng 10, ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, các trường sẽ bắt đầu thay đổi giờ vào lớp. Theo ông Minh, trước đây sở đã có quy định khung giờ vào học cho các cấp học. Tuy vậy, giờ giấc cụ thể do các trường chủ động quyết định. Trước phản ánh của phụ huynh, học sinh trong thời gian qua, sở đã ra soát và có điều chỉnh. Theo chỉ đạo mới của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30. Đối với khối mầm non và học sinh tiểu học, giờ bắt đầu vào học sớm nhất là 7 giờ 30. Khối trung học cơ sở là 7 giờ 15 và khối trung học phổ thông là 7 giờ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí và tình trạng giao thông mà các trường sẽ có sự sắp xếp bố trí cho hợp lý. Cụ thể, đối với các cung đường có nhiều cơ sở giáo dục thì địa phương cần bố trí làm sao để giao thông không bị ùn tắc nhưng phải đảm bảo mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường, các cấp học, các khối học khác nhau phải bố trí giờ ra không cùng lúc để đảm bảo phụ huynh có thể đón con. Đồng thời, nhà trường cần xây dựng kế hoạch dạy cho phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đảm bảo hoàn thành chương trình học. Chiều ngày 27 tháng 10, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Bến Cầu và tỉnh Tây Ninh làm thủ tục cho hàng trăm người Việt Nam lao động tự do tại Campuchia trở về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Theo con số thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, tính từ chiều ngày 26 tháng 10 đến trưa ngày 27 tháng 10, hơn 800 người Việt Nam lao động ở Campuchia về nước. Hầu hết những lao động này không đảm bảo giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhập cảnh. Do số lượng người lao động về nước cùng một thời điểm quá đông, nên các lực lượng chức năng phải làm việc liên tục đến đêm khuya. Đại tá Lê Hồng Vương cho biết, các lực lượng chức năng của Campuchia đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát lao động tự do tại các cơ sở công ty tuyển dụng người lao động bất hợp pháp. Nhằm tránh bị phản nặng, các công ty, cơ sở này đã chủ động cho những người lao động tự do người Việt Nam trở về nước. Bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phía Campuchia tạo điều kiện thuận lợi để lao động Việt Nam tại Campuchia được sớm hồi hương. Qua điều tra xác minh, đa số lao động tự do này trước đây lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc. Họ làm việc tại các casino, công ty cờ bạc trá hình, số ít còn lại xuất cảnh chính ngạch, làm việc cho các công ty, nhà hàng và doanh nghiệp. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cửa khẩu, chính quyền địa phương, tổ chức tiếp cận, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời tiến hành xác minh thân nhân, lai lịch để làm thủ tục cần thiết cho người lao động sớm trở về địa phương trên nguyên tắc đúng người, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình trà trộn xâm nhập vào trong nước. Liên quan đến vụ nổ súng tại khu vực một nông trường ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang gây chấn động dư luận, khiến hai người tử vong tại chỗ và ba người bị thương. Công an thành phố đã bắt được 17 nghi can và đang truy tìm những người còn lại. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ nổ súng được cho là do giải quyết mâu thuẫn giữa hai băng nhóm Giang Hồ. Hình ảnh từ camera của người dân cho thấy vụ nổ súng xảy ra lúc 11 giờ 23 phút. Lúc này có hai xe 7 chỗ và một xe 16 chỗ đậu trên đường cạnh con suối. Sau khi hai nhóm với hơn 20 người cự cãi và giật đuổi nhau, người dân nghe thấy 12 tiếng súng nổ. Không chỉ dùng súng, những người mang khẩu trang che kín mặt còn cầm mã tấu, giật đuổi và truy tìm đối phương trong căn nhà đang xây dựng. Những nạn nhân tử vong và bị thương có nhiều viên đạn trì của súng hoa cải găm vào cơ thể. Sáng ngày 28 tháng 10, trao đổi với báo chí, Đại tá Hoàng Viết Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 18 giờ tối ngày 27 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba thuyền viên trong vụ chìm tàu. Danh tính các nạn nhân được xác định là thuyền trưởng NXT, 45 tuổi, TVC, 32 tuổi, và LVS 34 tuổi cùng chú tại xã Cẩm Lộng, huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà tĩnh. Đại tá Hoàng Viết Dũng thông tin, chúng tôi đã phối hợp đưa ba thi thể nạn nhân vào bờ. Ba người này mắc kẹt trong khoang tàu cá, tìm thấy tại vị trí xảy ra tai nạn. Sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tổ chức trục vớt chiếc tàu bị chìm trên biển. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 26 tháng 10, khi qua vùng biển cách cửa Nhượng, Cẩm xuyên, Hà tĩnh 8 hải lý tàu vận tải Trường Thành 168 đã va với tàu cá mang số hiệu HT902566 do ông NXT làm thuyền trưởng. Trên tàu có 6 thuyền viên. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển, trong đó có 3 người được cứu sống, 3 người mất tích. Hiện nay nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và làm rõ. Chương trình có tên Ngày hội Bắp Giang do cụm dạp Lotte triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành theo đó khi đến một trong những cụm giảm này, khán giả chỉ cần mua vé xem phim và mang theo bất kỳ đồ dùng nào có thể chứa bắp rang sẽ được nhân viên đổ đầy miễn phí, ngoại trừ túi ni lông và túi giấy. Sự kiện bước đầu tạo được sự quan tâm lớn trong cộng đồng khán giả trẻ. Tại một số giảm ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người đến vào giờ cao điểm xếp hàng, không ít người sử dụng thau nhựa, thùng xốp, nồi nhôm để đựng. Dù vậy, hiện tượng một bộ phận người đã lấy bắp rang quá nhu cầu ăn làm giấy lên lo ngại lãng phí thực phẩm. Khán giả Triều Ngân cho biết, từng chứng kiến nhiều người ăn không hết 1 phần 3 số bắp, phải bỏ lại dạp hoặc đổ ngay vào thùng rác trước phòng khi ra về. Ông Trần Xuân Phúc, chuyên viên truyền thông mảng phim ở thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá sự kiện là một ý tưởng có thể thu hút khán giả đến dạp, giúp tăng lượng người mua vé xem phim, tạo thêm doanh thu cho đơn vị. Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng, ngoài câu chuyện lãng phí thực phẩm, nếu nhà tổ chức không quản lý được hoạt động của khán giả sẽ dẫn đến mất trật tự có khi còn là hành động quá khích từ người dùng, tạo hình ảnh không đẹp nơi công cộng như trên lấn, xô đẩy hoặc tệ hơn là bạo lực đám đông. Phía Lotte thừa nhận sự kiện làm phát sinh một số hệ quả tiêu cực ngoài dự kiến. Đơn vị cho biết hoạt động vốn dĩ được tổ chức với mục đích kích cầu. Họ muốn tri ân khách hàng, thu hút khán giả đến dạp sau gần 2 năm ngành điện ảnh bị ảnh hưởng nặng vì COVID-19. Đơn vị cũng muốn tăng thêm độ nóng cho phòng vé, nhân mùa phim cuối năm và dịp Tết sắp đến. Sau khi triển khai, đơn vị này bất ngờ vì sự kiện thu hút hàng triệu lượt quan tâm, tương tác trên các nền tảng. Mỗi ngày, dạp đón nhận hàng chục nghìn khán giả đến trải nghiệm, dù trong ngày thấp điểm như thứ hai. Tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão. Dự báo khoảng đêm ngày 30 tháng 10, cơn bão này sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 năm 2022. Cơn bão có tên quốc tế là Nage di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Khoảng đêm ngày 30 tháng 10, bão sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7, gây gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12 trên khu vực phía đông vùng biển giữa và Nam Biển Đông. Dự báo trong hai ngày tới, bão Nage sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và khoảng đêm ngày 30 tháng 10 sẽ di chuyển vào Biển Đông, gây gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12 trên khu vực phía Biển Đông và vùng biển giữa và Nam Biển Đông. Khả năng sau khi vào Biển Đông, 65-75% đến bão Nage sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó diễn biến bão còn rất phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang theo dõi sát và sẽ cập nhật thường xuyên các diễn biến tiếp theo của cơn bão này. Trong khi đó, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nhận định trong 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó sẽ đổ bộ vào Luzon, Philippines, rồi đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão Nage sẽ di chuyển theo hướng Bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo cường độ bão Nage mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, với sức gió là 35 m trên giây. Ngày 27 tháng 10, truyền thông Mỹ đưa tin, giám đốc điều hành của Tesla, tỷ phú Elon Musk, đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter và ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter. Nhà báo tài chính kỳ cựu David Faber của đài CNBC vừa tiết lộ rằng tỷ phú Elon Musk đã tiếp quản Twitter và các lãnh đạo cấp cao của công ty, bao gồm giám đốc điều hành và giám đốc tài chính đã ra đi. Theo bài đăng trên Twitter vào sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, nhà báo Faber cho biết, các nguồn tin đã nói với ông rằng giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của Twitter đã rời trụ sở công ty và sẽ không quay trở lại. Truyền thông Mỹ cũng đồng loạt loan tin, ông Musk đã hoàn thành việc mua lại Twitter và sa thải các nhân sự chủ chốt. Theo The Wall Street Journal, Ngoài CEO và CFO của Twitter, tỷ phú này cũng sa thải lãnh đạo bộ phận pháp lý và chính sách, cũng như giám đốc pháp lý. Ông Arawa đảm nhận vai trò CEO từ tháng 11 năm ngoái, khi người đồng sáng lập Twitter bất ngờ từ chức. Ông Arawa đã làm việc tại Twitter gần một thập niên, gần đây giữ chức giám đốc công nghệ. Nhưng vai trò CEO của ông đã nhanh chóng bị thách thức bởi sự xuất hiện của ông Musk với tư cách cổ đông lớn và là người ngày càng thể hiện thái độ đối nghịch với dàn lãnh đạo hiện tại của Twitter. Hồ sơ tòa án cho thấy, ông Musk và ông Arawa đã tranh cãi gay gắt trong giai đoạn đầu của quá trình thương thảo vụ mua lại. Tiết lộ xuất hiện một ngày trước hạn chót mà ông Musk phải hoàn tất thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD. Nếu không, CEO của Tesla và SpaceX sẽ phải đối mặt với công ty mạng xã hội tại tòa án. Tiếp theo là những thông tin về thể thao trong nước. Ngày 27 tháng 10, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã tổ chức buổi họp báo công bố kế hoạch tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Chương trình Quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã chính thức được khởi động từ ngày 27 tháng 10 với nét đáng chú ý khi đã hồi phục toàn bộ 12 hạng mục giải thưởng quen thuộc. Bên cạnh 9 hạng mục đã được trao giải ở năm ngoái, bao gồm Quả bóng vàng, bạc, đồng, nam, nữ, phút xa thì năm nay ba giải thưởng cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất và cầu thủ nữ xuất sắc nhất cũng đã được khôi phục đầy đủ. Trưởng ban tổ chức, nhà báo Nguyễn Nhật, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải phóng nhấn mạnh, sau 2 năm đại dịch Covid-19, ban tổ chức quả bóng vàng cũng gặp những khó khăn chung của đất nước, thành phố Hồ Chí Minh và bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch, giữa tháng 11 năm 2022, ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng viên để các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, hấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội phút xa và đại diện các cơ quan báo đài trên cả nước. Lễ trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của báo Sức khỏe và Đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.